ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên địa bàn thành phố, từ 12 giờ ngày 25 tháng 5, Hà Nội tạm dừng nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Cụ thể, trên địa bàn thành phố, các nhà hàng, cơ sở, dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán mang về, không tổ chức ăn uống, liên hoan tụ tập đông người, cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội thực hiện dừng triệt để các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tập trung đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực, phát huy tuyên truyền bằng loa truyền thanh xã, phường, các khu chung cư, trên không gian mạng, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến. Chủ tịch thành phố cũng nhấn mạnh phải xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những người đứng đầu và các cá nhân liên quan đến nếu xảy ra lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây nhiễm dịch bệnh từ các khu cách ly tập trung ra cộng đồng, các vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, từ ngày 25 tháng 5, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội.